Nhiều bác hỏi em là cái loại mộ đá granite này nó có phải là mộ đá tự nhiên hay không, hay là mộ đá nhân tạo. Thì em trả lời với các bác rằng là tất cả những cái sản phẩm mộ đá granite mà bên em đang làm, đang bày ở đây ấy, nó đều là mộ đá granite tự nhiên 100%. Và trong tất cả các cái dòng đá tự nhiên ấy, thì đây là cái dòng đá mà nó cứng nhất, dai nhất, bền nhất và giá trị nó cũng cao nhất. Tại vì đối với lại những cái mẫu mộ đá như thế này ấy, là nó chỉ phù hợp với lại những cái thiết kế đơn giản, vuông thẳng phẳng. Chứ còn cái đá này mà mình cho lên mình chạm khắc hoa văn để làm những công trình lăng mộ thì cái việc hoàn thiện nó rất là khó. Tức là mình có thể là làm được, nó mất rất là nhiều công, nhưng mà cái việc mà đánh bóng ấy, nó sẽ không hết được những cái đường nét, những cái chi tiết, thì dẫn đến là cái sản phẩm nhìn nó không đẹp. Thế nên là đa phần đối với lại những cái sản phẩm mà làm bằng chất liệu đá granite như thế này ấy, thì bên mình sẽ làm theo kiểu đơn giản, vuông thẳng phẳng, mài nhẵn đánh bóng. Và chính cái kiểu làm đơn giản như thế này ấy, thì nó cũng là đẹp lâu nhất, nó đẹp lâu nhất. Đấy, chứ còn đối với lại những ngôi mộ khi mà làm thì mình vẫn thường tư vấn cho các bác ấy là cứ đơn giản mà làm. Càng đơn giản càng tốt. Tại vì cứ chạm khắc nhiều hoa văn quá thì nó hay bị rối, hay bị lỗi mốt. Đấy, các bác cứ đơn giản mà làm. Và đối với lại cái dòng đá granite này thì bên em đang có rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Ví dụ như màu đen này, màu xanh này, màu hồng này, màu trắng. Đấy, và toàn bộ nó đều là đá tự nhiên hết. Và các bác thích cái màu nào thì bên em sẽ chế tác cái màu nó phù hợp với lại cái điều mà các bác mong muốn. Và tất cả những cái dòng đá này ấy, nó có một cái hay nữa, đấy là cái tính ổn định. Ổn định ở đây là gì? Các bác biết rằng là như cái đá granite này ấy, người ta xẻ nó mỏng ra khoảng tầm 1,5 cm để người ta ốp lát những cái công trình ấy, thì còn được. Nhưng mà ở đây của mình là mình cứ để nguyên khối như thế này thì cái độ bền nó rất là cao. Ví dụ như một cái bia mộ như này nó dày từ 12 đến 20 cm. Nó là cái cấu kiện mỏng nhất ở trong một cái ngôi mộ mà các bác thấy là nó đã dày như thế này rồi, thì các bác hoàn toàn là yên tâm rằng là cái độ bền của nó rất là cao, độ bền cao lắm. Một ngôi mộ này chỉ làm có 3 viên đá thôi, nó rất là đơn giản. Và để là có thể là làm được những ngôi mộ đá granite như thế này ấy, thì cái vị trí thi công ấy là nó phải thuận lợi. Cái thuận lợi ở đây là các bác hình dung là xe cẩu của bọn em có thể vào trực tiếp để cẩu cái viên đá xuống được, hoặc là nó phải có đường, nó phải có lối để bọn em có thể là đưa robot vào bọn em lắp. Chứ còn những cái này là không thể là bê tay được, không thể nào là bê tay được, tại vì nó nặng lắm, nó rất là nặng. Thế nên là trước khi mà các bác muốn làm những cái ngôi mộ đá granite này thì các bác có thể là ra cái vị trí mà các bác định đặt mộ cho người thân ấy, các bác quay cho em một cái video. Sau đó là các bác gửi cái video đấy sang cho em thì em sẽ nhìn xem là với cái vị trí đấy thì cái việc mà lắp đặt những cái ngôi mộ đá này nó có khả thi hay không. Ví dụ như có những cái viên đá như cái đế của cái mộ này nó nặng đến cả tấn đấy, nó nặng cả tấn, mà bây giờ mà cái xe cẩu nó không vào được thì gần như là cái việc lắp đặt nó không khả thi. Thế nên là trước khi mà các bác muốn làm những cái ngôi mộ cho người thân bằng chất liệu đá granite này thì các bác cứ chụp ảnh hoặc là các bác quay video cái vị trí mà các bác định đặt mộ đấy, các bác gửi cho em để em biết rằng là ở cái vị trí đấy thì mình có thi công được hay không, nó có khả thi hay không. Ấy thì có dịp nào đấy mời các bác xuống trực tiếp dưới Ninh Bình này, các bác qua nhà em để các bác tham quan, các bác xem mẫu mã, các bác xem là các bác thấy cái loại đá nào nó phù hợp với lại cái nhu cầu của gia đình nhà mình. Và sau đó em mời các bác vào trong nhà máy của bên em để tham quan xem là những cái sản phẩm mộ đá granite chất lượng cao này được tạo ra như thế nào. Hoặc là các bác có thể gọi điện cho em theo cái số điện thoại trên màn hình ấy, em sẽ tư vấn cho các bác. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.